Rồi Tùng xin chào mọi người nha. Thì mấy bữa nay mọi người Tùng bận quá, Tùng không có làm clip cho mọi người được. Thì trong clip này Tùng sẽ làm cho mọi người hai con máy, là một con của hãng Daiwa và một con của Sina nha mọi người nha. Đây là con Kadia, Kadia. Thì không biết ở trong này thì mọi người có bao giờ trúng số chưa nha. Thì nhưng mà Tùng là trúng số này nè mọi người. Hôm bữa Tùng về quê mọi người, xong rồi Tùng mua một cái con số của anh của một anh ở trên mạng, xong rồi thì cái con số đó nó sẽ trúng cái bộ này nha mọi người nha. Thì trúng bộ này thì nó sẽ trúng với con Cardia và một cái cuộn dây này của Mazop Card mọi người, thì X8 nha mọi người nha. Thì cuộn dây này trị giá là 460.000 lận, là mới 100% nha mọi người nha. Đấy thì Tùng mà trúng cái bộ này. Còn cái máy này thì Tùng sẽ bán trong clip này nha mọi người. Cái máy này là mới 99% luôn nè mọi người, Sina nè mọi người, 500 máy này. Đấy thì trong clip này Tùng sẽ làm review con này luôn, và Tùng sẽ bán kèm với con này nha. Thì bắt đầu thì Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người cái con Cardia luôn nha mọi người nha. Thì đây là một con của hãng Daiwa, thì nó có ký hiệu là FCLT2500S, và đây là thông số nó mọi người. Thì đối với cái dòng này mọi người thì nó sở hữu các công nghệ cũng khá là cao cấp mọi người. Thứ nhất là dầu mạt siêu mọi người nha. Thứ hai là body của nó là monowear mọi người nha. Thì cái body là hạn chế tối thiểu ốc trên thân máy nha mọi người nha. Đấy, đỡ cho cái tăng cái cường độ và cái lực kéo của bánh răng nó sẽ tốt nhất nha mọi người nha. Đấy. Tiếp tục là công nghệ Touch ID nè mọi người. Atader nè mọi người. Sionver nè mọi người. Nói chung là đây là những công nghệ khá là cao cấp của Daiwa nha mọi người nha. Đấy. Rồi, tiếp tục chúng ta show vào cái thông số nó mọi người nha. À, tốc độ quay nó là 511 mọi người, trọng lượng 180g. Khá là nhẹ luôn mọi người nha. Mod của nó là 5kg. Còn nếu muốn mod cao hơn thì mọi người siết xạo bobin nha. Dòng quay nó mọi người 72 và bật đạn nó là 6. Con này khá khỏe luôn nha mọi người đó, 6 bật đạn lận. Đấy. Chỉ số dây nó mọi người nha. Này. 0.16 là vào được 150m nha mọi người nha. Đấy. 0.18 thì nó xuống còn 120 nha mọi người nha. 0.20 thì vào được 100m. Đấy, vào 100m nha. Đó thông số của nó nha mọi người nha. Còn đây là cái dây của Tùng này, cái dây mà Tùng cũng trúng luôn nha mọi người nha, trúng luôn này. Thì trong clip này lát Tùng sẽ bán combo này luôn nè mọi người. Thì cái dây này 1.2 nè mọi người, 25 lb nè mọi người, dây 1.2 mà 25 lb nha mọi người nha. Thì cái dây này là nếu mà kéo cá là còn nói chung là chắc cũng trên 10kg nè mọi người, trên 10kg nha. Dây này khá khỏe luôn. Đây 1.2 nha mọi người nha. Nè, dây này dây của Nhật nha mọi người nha. Nè, toàn tiếng Nhật không. X8 người 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 lỗi nè mọi người nha. Đây Medin Japan nè mọi người. Đây chung thì đây cũng là một cái may mắn nha mọi người nha, một cái may mắn của Tùng. Tùng mở cho mọi người coi nha. Thì cái này là cái màu nó là màu xanh nha mọi người nha, màu xanh. Thì cuộn này là mới 100% nha mọi người nha. Đây, đây. Mới 100% nha. Từ hàng này hàng chính hãng nha mọi người nha. Đây cái sợi nó mọi người, mới 100% nha mọi người nha. Đấy, sợi nó nè. Đấy. Thì trong clip này tôi sẽ bán combo luôn nha mọi người, combo cái cuộn này với cái máy này luôn cho anh em về chơi luôn nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói qua cái máy này nha mọi người nha. Thì đối với cái dòng Cardia này mọi người thì nó sẽ, hoặc là các dòng của Daiwa như là Daiwa Prime chính hãng mọi người, thì nó sẽ có hai cái dạng nguồn hàng nha mọi người nha. Nói chung là nếu mà Tùng nói đúng á, thì anh em mới nghe, còn nếu mà Tùng nói sai thì anh em cứ bỏ qua nha. Hoặc những anh em nào chơi rồi á, thì biết á, thì anh em cũng bỏ qua. Còn những anh em nào chưa biết á, thì Tùng giải thích trong clip này. Thì đối với dòng KDA này á, hoặc là những cái dòng frame hay là những cái dòng sách tay mọi người, thì nó sẽ có hai dạng. Một là full box như thế này, và một dạng là chỉ có máy thôi. Một dạng nó chỉ có máy thôi nha mọi người nha. Đây, một dạng nó chỉ có máy như thế này thôi. Nó người sách tay về, Tùng sẽ đây. Nếu người sách tay về nó sẽ có máy như thế này. Theo Tùng tìm hiểu Tùng nói nha mọi người nha. Còn nếu anh em nào thấy đúng thì ok, còn anh em nào không thấy đúng thì anh em bỏ qua, Tùng xin lỗi nha. Đấy, nói chung là không biết có đụng chạm gì không nha. Thì đó, nó có một dạng full box như thế này.
vào một dạng là chỉ có máy như thế này thôi. Thì nó sẽ có hai trường hợp. Thì dạng full box như thế này mọi người, thì nó sẽ là có đầy đủ thông tin nguồn hàng, đó mã của nó luôn đấy, thì nó là hàng chính hãng, là nó sẽ được kiểm duyệt không có bị bất cứ lỗi lầm gì đó, từ chi tiết thân máy, màu sơn hay các chi tiết khác là nó không bị bất cứ cái lỗi gì nha. Thì giá của nó mua và bán ra sẽ rất là cao đó, rất là cao nha mọi người. Có để ý những con Dava frame mọi người, thì mọi người nhìn này, nó sẽ nó không có hai dạng, một là chỉ có máy không và hai là có hộp, thì giá hộp của nó là 2 triệu mấy lận. Còn nếu mà mọi người sách tay mấy giờ không, nó chỉ có 1 triệu mấy thôi. Thì cái con này cũng vậy mọi người, thì giá mới của nó tùy cửa hàng bán nha, thì giá mới của nó tầm 3 triệu mấy 4 triệu tùy full box nha. Còn nếu mọi người sách tay giờ con máy này không á, thì giá của nó dao động khoảng 3 triệu đến 3 triệu 2 thôi đó, hoặc là 3 triệu 4, đó là chỉ có máy không thôi nha. Đấy, nhưng mà cái máy đó có thể là nó sẽ bị lỗi hoặc là không lỗi, nói chung mình tùng không chắc nha. Đấy, thì nó sẽ là 50. Nếu các bạn mua cái hàng như vậy á, thì cái xác suất của nó là 50-50 nha mọi người nha. Xác suất nó là 50-50. Nếu ok cái máy đó hơn thì bạn không gặp lỗi gì thì ok hết. Còn nếu các bạn xui, các bạn mua cái máy giá rẻ đó tầm 3 triệu đến 3 triệu 2, 3, 4, tùng không biết, nhưng mà xui xui nó bị một cái lỗi gì đó, đó thì đó là do mình tự chịu, tại vì đó là do mình mua giá rẻ mà, đúng không? Đấy, còn đối với những cái hàng full hộp thế này mọi người, thì nó sẽ có đủ này, hộp sách này, hộp sách đó, mã số nó luôn. Đấy, hộp sách tay quay nó sẽ có đủ nha mọi người, giấy tờ khai sinh của nó. Đấy. Đấy. Và nó sẽ kèm một cái bao đai qua nha mọi người, đai qua chính hãng luôn này, đó. Đây là một cái con máy đầy đủ luôn nha mọi người nha. Đầy đủ. Đầy đủ hộp sách luôn nha mọi người nha. Và đây là một con máy trúng thưởng của Tùng nha mọi người nha. Dùng đây là một cái may mắn của Tùng. Đấy, thì Tùng cũng muốn thanh lý lại, nhưng mà Tùng thanh lý giá thì mọi người yên tâm nha mọi người nha. Không bao giờ mắc hơn đâu. Đó. Đây. Đó, thì đó là cái Tùng mà Tùng phân tích cho mọi người biết thôi. Và giữa con máy mà full box đầy đủ, đầy đủ nguồn gốc nha, và một con máy là mọi người chỉ mua cái máy không thôi đó. Nếu anh em nào thấy đúng thì anh em có thể tham khảo, còn anh em nào thấy sai thì mọi người có thể bỏ qua cho Tùng thông cảm với Tùng nha. Đó, đó là theo Tùng tìm hiểu như vậy nha, có thể đúng hoặc có thể sai, 50-50 thôi mọi người. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua chi tiết con máy nha mọi người nha. Thì đây là con máy Daiwa Cardia, sử dụng công nghệ là dầu mạch siêu, chống thấm mạch siêu người, và thứ hai là công nghệ là body monoware, và cái tay quay của nó là tay quay răng vặn chụp, dạng chụp mọi người, đây răng vặn. Và cái tay quay này thì mọi người có thể là đổi chiều hai bên trái phải đều được nha mọi người nha. Đây, đổi chiều trái phải hai bên đều được. Thì bên trong nó sẽ có một cái ron, mọi người nhìn thấy ron cao su không? Đấy, thì cái này mọi người chỉ cần đổ qua trái phải đều được nha mọi người nha, đổ qua trái phải được mọi người chỉ dặn thôi. Đấy, dặn lại thôi nha mọi người nha. Thì cái này mọi người chú ý này, khi mọi người tháo ra tháo vào thì mọi người cố gắng mọi người dặn lại cho chặt lại xíu, tại vì trong quá trình mình câu á mọi người, nó sẽ có thể là bị bung ra mọi người, bung ra nha, và nó sẽ bị mất cái nắp này. Nói chung thì cũng rất là nhiều trường hợp anh em bị mất rồi. Đấy, thì con này nó có hai màu chủ đạo, đó là màu đen và màu vàng, đen vàng nha mọi người nha. Đây, đen vàng, và cái ốp nó là vẫn là ốp inox nha mọi người nha, ốp inox kim loại. Đó, ốc của nó là ốc lục giác nha mọi người nha. Đấy, là mọi người sử dụng cái lục giác nha mọi người, nó dầu mỡ nha mọi người, mới 100% nha mọi người nha. Đây, chưa câu luôn nha, mấy chúng thử nha mọi người. Đấy, đó, body modelware nha mọi người, trên này nó sẽ khắc chữ luôn nè, modelware nha mọi người, body này và line test nha mọi người. Đó, và cái nó in cái chỉ số vòng quay nó mọi người 511 nè mọi người. Đó, và nó được chạm khắc màu vàng nè mọi người, nổi này nha mọi người nha. Đó, đây là cái body của nó, phần dưới đó mọi người nhìn này, không có ốc luôn nha. Đó, này là không có ốc luôn mọi người, nó chỉ có cái ốp đít là ốc thôi. Đấy, càng rotor nó cũng rất là mới luôn nha mọi người nha.
cái rotor nó là kim tuyến này, mọi người nhìn thấy kim tuyến màu đen, nhưng màu đen này là đen dạng như mà đen dạng mà đen xám á mọi người, đen xám này mọi người nhìn thấy không, nó không có giống như màu đen kia, mọi người nhìn này thấy không, đây là đen này, đây là đen đen sáng hơn nha. Anh em mà chưa có máy này thì tôi sẽ review kỹ cho mọi người coi. Đấy, khung của nó rất là chắc chắn luôn, cối của nó được tiện CNC mọi người và khắc chạm hoa văn đó, và trên này nó sẽ ghi thông số nó luôn mọi người. Đây Tùng gần cho mọi người coi nha. Đấy, và trên này nó sẽ có mã số nó luôn, mã số và cái rãnh chữ cước của nó này mọi người. KDA FCLT 2500S cho mọi người nha. Đây, còn gạt nó mọi người. Đó, còn gạt nó không mạnh hoặc là cũng không quá nhẹ cho mọi người, vừa phải nha, cái lực nó vừa phải. Đấy. Và cái gạt cước nó rất là to luôn nha mọi người nha. Thì trên spool của nó mọi người nó cũng chạm khắc màu vàng luôn mọi người. Đây, đây là tiếng spin đó mọi người, mô bin này. Đó, tiếng mô bin rất là thanh luôn nha mọi người nha. Tiếng bình nó là thành luôn. Đấy, tiếng bình nó là thành. Tùng mở cho người con bên trong nhé. Xem tiện làm review luôn rồi. Đây là bên trong nó mọi người. Thì đối với dòng đại qua này mọi người mình nhìn này, nó sẽ cũng thiết kế hai vòng. À, đây là vòng ngoài và vòng trong. Thì nếu mà nước nó có lỡ vô người, nó sẽ nằm ở vòng ngoài này nhá. Nó không có vô vòng trong được. Người thấy 2G không? Đấy, 2G này. Và đây là bên trong nó mọi người, là thiết kế này, đó, dầu mỡ zin đâu uy nghi nha mọi người nha. Đây là bên trong nó mọi người, cốt rất là to luôn nha mọi người, bồng bi này, đệm này và cái lấy tạo âm thanh nè mọi người. Đấy, con này sử dụng các công nghệ cao cấp của Daiwa luôn nha mọi người nhé. Chỉ có 100 đưa tổng còn nẻ bao nhiêu ta, 200 bao nhiêu gam ta, con này chỉ có 180 gram luôn rồi, cái này mà đi lua cả ngày luôn mà không sợ mỏi tay mọi người. Đấy, rất là nhẹ luôn nha, 180 gram khá là nhẹ luôn. Bây giờ Tùng quay thử cho người coi nha, ta quay thì người chỉ cần sáng vào thôi, nó vào khớp của nó thì người xoay thôi, xoay theo chiều nó. Đấy, thì đối với những cái dòng đại qua này mọi người, thêm người quay hết cái dòng nó thì nó sẽ dừng nha. Còn đối với những dòng khác á, như bên nào chính hãng người, khi người xoay á mọi người thì người sẽ siết, nhưng đối với dòng đại qua thì người chụp hết dòng quay nó thì nó sẽ tự dừng lại. Đấy, không, rất là êm mượt luôn rồi. Đấy, rất là êm mượt, không có tiếng động luôn. Không, thì ở trong này nó có dòng mà nó có khắc dòng mạch siêu người đó, đa số dòng đại qua thì cái chữ mạch siêu nó sẽ đóng bên trong này nhưng mọi người nha. Thì đối với những dòng mạch siêu này mọi người, thì người câu lâu á, mọi người muốn thay á, thì mọi người kiếm những chỗ uy tín nha, thì người ta sẽ châm mấy dòng mạch siêu vô cho mọi người nha, thì nó sẽ bảo dưỡng cái máy mình tốt hơn. Đấy, thì đây là con máy mới 100% nha mọi người nha, kèm với cuộn B120 màu xanh 150m. Thì nếu anh em nào lấy trong clip này á, thì Tùng sẽ bán full cái bộ này là 3.3 triệu nha mọi người nha, full bộ này là 3.3 triệu. Cái dây này không là đã 4.6 triệu mọi người nha. Còn nếu cái máy này mới là nó sẽ dao động khoảng 3.6 triệu, 3.6 triệu hay có thể là hơn nha, hơn một xíu, chung 3.6 triệu. Đấy, còn nếu cộng cái dây này nữa thì nó sẽ là hơn 4 triệu. Thì Tùng trong clip này Tùng bán con máy này là 3.3 triệu thôi, 3.3 triệu nha mọi người nha, mới 100%, giá 3.3 triệu. Đấy, anh em nào thích cái con máy này thì cứ liên hệ Tùng nha, giá 3.3 triệu là gồm cả máy và dây luôn nha mọi người nha. Về thì anh em chỉ cần vô dây và đi câu thôi. Rồi, tiếp tục trong clip này thì Tùng sẽ bán thêm cái con Sina 500 này nha mọi người nha. Này, một con Sina còn mới luôn. Cái này thì Tùng cố định đến cái núm vặn đó mọi người, cho nó khỏi rớt ra mọi người. Nói chung là khi mà gói hàng Tùng gói rất là kỹ luôn mọi người. Cái này là Tùng gói cái tay quay lại nha mọi người nha, cho nó không bị xước các mọi người. Đó, thì nói chung là tay quay con này mọi người biết rồi. Đó, cho mọi người coi con máy này. Đây,
con máy mới luôn nha mọi người nha, đó không, không có vết xước luôn. Nếu mà có vết xước thì Tùng sẽ trừ hao con máy này còn 98, 97, 800 nha. Này đó, càng rotor nó đó mới luôn người nha. Này nắp cối nè, nói chung Tùng cũng trừ hao rồi nha. Đây, bộ pin đó nè mọi người. Thì trong clip này Tùng sẽ bán con máy này là 450, Tùng bao ship cho người luôn nha. Này, con máy Sina này 500 này full hộp nha mọi người nha. Thì Tùng sẽ bán con Sina này là 450 bao ship. Thì đối với những con này thì mọi người sẽ bay full tiền ở Tùng nha. Cái con Sina này mọi người bay full tiền ở Tùng thì Tùng sẽ đi ship cho người luôn. Này, Tùng mới cho người con trong nha. Chứ mà con này là còn nguyên zin luôn. Nguyên zin nguyên đai nguyên kiện. Đó, anh em nào câu suối, câu tôm chẳng hạn thì lấy con này câu nha mọi người nha. Sina đời 2019. Đây. Đó, cái lễ tạm thanh đó là bằng kim loại nha mọi người nha. Kim loại nè, mọi người nhìn này. Đấy. Mới toàn luôn nha mọi người nha. Thì ai có ai hỏi con máy này Tùng thu bao nhiêu á thì Tùng sẽ nói mọi người là cái con máy này Tùng thu là 400.000 nha mọi người nha. Thì Tùng bán con máy là 450 là Tùng sẽ bao ship cho người luôn. Đấy. Con máy mới luôn nha, gần như mới nha mọi người nha. Đấy. Có nhiều anh em thắc mắc là Tùng thu bao nhiêu. Tùng nói luôn con máy này Tùng thu là chỉ có 400 mà Tùng bán 450 mà Tùng bao ship cho người luôn. Nếu mọi người chuyển khoản đủ với Tùng, Tùng sẽ bao ship nha mọi người nha. Đấy. Một con máy full hộp mới luôn. Giá 450 Tùng bao ship. Nếu mà người mua con máy này ngoài là khoảng 500 mấy mọi người, mà mọi người không có được bao ship nha, ship mọi người tự chịu. Thì trong clip này Tùng sẽ bao ship cho mọi người luôn nha. 4 building này mọi người. Đấy, 180g thôi. Size 500 180g. Nhưng mà đối với con đa qua mọi người thấy không, size 2500S mà nó chỉ 180g thôi. Đấy. Có nghĩa là nó sẽ sử dụng nhiều công nghệ, nhiều công nghệ tốt hơn. Rồi ok. Nói chung là Tùng cũng cố gắng làm những clip cho mọi người á, để mọi người có những cái mấy câu mà người câu tốt hơn. Chung mày Tùng nói tiếng với dạo này nó hơi đau họng á, mọi người thông cảm nha. Nếu khó nghe mọi người thông cảm Tùng xíu. Nếu mọi người thấy hay đỡ lọt like một đăng ký giúp Tùng nha, rồi chia sẻ. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Mọi người chốt con nào thì cứ inbox với Tùng. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye.